Ma. Không có gì cho ăn này. Ma. Bên dưới đi. Ma. Hay. Tao sẽ gầy. Ok, hello chào các bạn, mình tên Hùng Kaka. Ok, hello chào bạn, mình tên Đâu Vân. Cái tóc cái đấy cái bắt các bạn. Gió thì mưa ra đây, gió thì mưa đây. Ít mưa thì thôi rồi. Chào mừng các bạn quay lại với channel Nông Nghiệp Việt Nam ở châu Phi. Đấy, gió hơi to nghe. Đấy thì hôm nay anh em mình lại quay về bản cù các bạn nhé. Đấy, cũng như các bạn là có comment bình luận hay là nói với anh em mình là thăm về bản cù thì anh em mình cũng đi đâu quá đi suốt. Nói chung là anh em mình đi qua là suốt. Thường như mình thì ngày nào khả năng ít có ngày mình không qua này, ngày nào hay qua. Như anh thì ngày nào cũng đi qua đường này. Trong bản mình sâu ở trong các bạn. Nên anh em nào cũng đi qua là suốt. Chúng vẫn quan sát được, đứng ở sau mọi người thôi. Đây là bản đầu tiên làm nông nghiệp, nói chung là mọi người cũng rất là ok hết rồi. Đi qua đây không vào nhưng mà vẫn hò xe lại các bạn sẽ hỏi thăm bác trưởng. Chào hỏi các bạn. Bác trưởng bản mà sáng mà thấy mọi người chuẩn bị đi xe dưới qua là chạy đứng ngoài bờ rào rồi. Đúng là chào hỏi đi kiểu đứng đấy là biết rồi. Thì hôm nay vào đây thăm cùng thăm rau vườn tất cả các vật nuôi các bạn nhé. Em mà đi qua thăm cái giếng các bạn. Đi thăm đi. Em nhỏ đang tắm. À. Đấy giờ này giờ chiều tối muộn các bạn nhé. Đấy là rủ nhau ra giếng tắm hết. Rồi nước này. Tắm không? Bơm tắm phải không? Nước khỏe ai? Được nhiều các bạn. Tắm đấy tối về về nhà khỏi phải tắm. À nhà nó mất điện đấy, không có nước đâu. Đang nuôi từ to đến bè đến lớn đấy. Trời ơi, này nhanh hơn máy bơm đấy. Hả? Rồi tắm cả các bạn, tắm chặt đấy cả. Cứ tập tạ này, khỏe này. Thôi đi vào thăm vườn. Một, thăm, hai, một. Nhiều rồi, nước nhiều rồi. Ủa, mặn lạnh. Mặn lạnh. Chẳng nghe các bạn. Đi, vào thăm vườn tí đi. À, ta thăm lợn đi. À, xem lợn là to chứ. Lợn to chứ. À, mọi người đang làm vườn đây các bạn nhé. Vịt chạy lung tung này. Hả? À? Về bắt về tiệt canh. À, để làm kiên để kiếm cho con em đấy. Thả vào cho. Với nhau cho vui. Mấy bê liều nghe. Tụi bê. À, lên lười. Tụi bê. Nhìn đẹp không? Đứng ngoài nhìn mới đẹp này. Ừ. Đi vào quay lần tối chứ. Bác sĩ kì. Mà về. Ừ. Để mọi người cứ làm đi. Ừ. Đi ra thăm mọi người tí. Vịt to đấy các bạn nè. Vịt to đông rồi. Ý, ăn có ghẻ. Đít dụng hết đông rồi. Có mấy đông xoăn nó dụng rồi. Này, ăn kinh khô. Đấy mà chúng vậy. Lui anh về. Buổi tarde về. Alleluia. Amen. Amen. Sì. Come on, Vietnam. Ta buồn đi. Rất hài, rất vui. Đi ăn cái gì đây? Mới mưa xuống các bạn ạ. Ăn chún này. Mới mưa xuống là vịt đi bắt mối. Mối. Mối xuống này chún chui lên này. Con mối nó bay lên. Có lần chui ra đấy. Hả? Có tay xe phố đó. Gì? Ô, có bay. Nhìn kiểu tây tây này. Vàng vàng này, khoang khoang này. Quý đa đường cây bầy. Con chùa, chăm mắc kia, chào bên đá giang. Gì? Ô, còn đàn dê đấy, cho chay. Dế chưa về? Về ăn con. Dế đang đi ăn cả bạn. À, lần đấy, bảo trưởng thốn lắm ở cái này các bạn này. Hãy cho lần chú đi ra ngoài đi ăn cỏ, nói chung đi thả ngoài là lần, như lần rừng đấy. Sau này tẩy cò. Tết kịp, Tết là đến nơi. Ông này chủ đề Tết. Đây vào trong ở bên này. Lên lên đi ăn một cái. Tao này vốn của bình kèn. À. Đi ra ngoài. Ma. Ma. Không có gì cho ăn này. Ma. Bên dưới đi. Ma. Hay. Tao sẽ gầy. Kêu. Ma. Kêu con thứ này. Kêu con đi. Ma. Ý chà. Ma.
Ê, gọi biết nó về về ăn quén hay. Toàn đựng cái. Mày toàn đựng cái. Sao mà đen. Sao mà bột củ. Mama. Ý chà. Ê, con đạn ở bên này nó kêu giống đạn Việt Nam mình ý. Đi. Hả? Con đấy. Cái cái mà nặng con ông cơ giúp nặng Việt Nam mình ấy. Đi. Đấy, đi bay ông đi này. Rồi. Thiếu một con, 5 con rồi. Một con nữa rồi, một 6 thôi. Để đi kéo kéo ông đây rồi. Biết tiếng gọi anh về ngay. Rồi, tiếng gọi đây ngay. Anh biết tiếng thì gọi anh về ngay, thiếu con này. Khói khoang cái đen này. Đi chèo. Biết là mặt anh hồng gái. Thôi thức thật. Biết ăn đi. Thôi bác trưởng bảo biết ăn đi, nấu trắng riêng cho con ăn riêng. Trắng được ăn đâu chứ. Thế một con nào kéo về đi. Vịt con trai có kì. Mà Cạc. Gà đã nhiều ấy. Ôi trai về ăn đi. Cạc. Cạc. Cambiamo dentro o fuori? Lui metterà qui. Siamo fuori. Ah. Mamma. Vieni qua, vieni. Vieni qua, vieni. Mamma. Về à, gà chứ ăn lợn ra ăn cán rồi. Chiều rồi, chiều tối rồi các bạn. Mọi người đang làm ở bên kia thì đi thăm mỗi người bên chỗ. Ô, còn bên kia thu hoạch hạt giống. Chuyển mai nó lắng thế. Bên kia là trồng cái vườn đầu tiên rồi, đang trồng hạt giống, cái giống. Gà chạy khắp nơi. Đây là gà nhiều. Gà nở, gà con nhiều lắm các bạn ạ. Đến cái đây với đủ thử đấy, đủ loài gà, đủ các loài luôn mà. Gà này có vợ đẻ mà hầm này, hầm thuốc bắc này. Đây, gà kìa chạy đây. Hả? Đúng, vừa đúng. Hầm thuốc bắc này. Hơi hút hơi nhỏ tí, to tí bốc tay này kìa. Đây. Đi, cái hoa chuối này thì bẻ đi này, hết buồng rồi. Ê, bảy, ê, quan đối cái sao? Ăn cái bò. Entra rồi.
cốt à? Đây, để buồn, nhanh to. Cốt tại đây. Bên này, buồn này to, buồn này chưa hết rồi, dưới nó đã cụp cái quả nó vàng ra hết này. Không còn nó mà đến đây nữa hết này. Nhìn cái này. Được, mấy thì mà sao? Thì hoa chuối nó không ăn được, hoa chuối đắng. À hoa chuối tiêu. Này, vườn bên này người dân cũng làm rất tốt các bạn. Đẹp đấy. Này, rõ đẹp. Cứ một lần đây là một lần khác. Đợt này là mưa, mưa nhiều các bạn ạ. Nên là rất là ok. Vườn sới. Quá không kỳ vọng. Quá lên ba xu, chia ra tù. Bên này mấy chị đang nhặt cỏ ấy. Dòng cái ná xuống rồi. Ui này cà rốt cũng to tướng rồi này. Đó thứ cuối. Đây, mới trồng rồi các bạn. Này này to rồi. Mới trồng thế này là to rồi mà. To rồi. Này, rau xanh ngắt các bạn ạ. Thử nhá. Cú này thử. Vâng. Đây ta bầu. Gì? Đấy, ở vườn ở bên này là mọi người cũng đang là tiếp tục là cuộc để trồng đợt mới các bạn ạ. Đấy, thu hoạch liên tục mà. Không được đất nghỉ các bạn. Quan chủ ơi. Ô tôi đủ phân là chào các bạn. Chào các bạn. Quên chào này, quên chào các bạn. Chào các bạn. Các bạn chào các bạn. Mắt sáng. Cái này là mọi người đang nằm cỏ để trồng tiếp. Và chúng vườn ở bên chỗ Marciano là làm thường xuyên nhất vì là gia đình là có đông người nhất. Đông người nhất. Nói như mấy như mấy chị này một mình, toàn một mình các bạn. Với con nhỏ mà. Con nhỏ nữa. Mới là bình thường còn đi trồng ngô nữa mà. Mọi người là đều có ruộng có ngô nhiều lắm các bạn ạ. Trồng trên kiểu trên đồi nhiều lắm. Chỉ buổi chiều mới về đây làm rau thôi. Như thế này là ok rồi. Anh em mà đều cũng thế. Anh em mà đều cũng có hai vợ chồng vợ thì mới đẻ. Một mình. À mà đều rồi. Số tra bao sao đây nhỉ? Đây ta bầu. Con được ba bên này kia này. Anh những thôn cũng đẹp hề. Anh ấy. À bài, pronto. Anh xin men đồ đặt tiền, tiền đã bao, tao bao. Sì. Quan đầu tiên à, mới ta để đi để về. Dạ, vamos meter la sì. Sì. Thế ta qua meter la sì mà đi bố mới ta. Đây bác trưởng bản đang gieo hạt giống này đã ok rồi này. Hơi dày một chút. Như kiểu như này cũng được rồi. À, hai chồng sóng hoa xè cậy ra ngoài chỗ này đấy. Nói chung là cứ làm liên tục các bạn ạ. Đất này, bên này này. Đất này không kịp nghỉ. Tao bầu, tao buồn này tủ. Cái này rau xanh ngắt. Hey, đẹp thật. Nhìn ạ. Chào hay anh, xin hay. Nắm về ăn đi, tối nhà ta có rau gì không? Đang dưa muối đang con nhỉ. Dưa muối. Cứ về làm tí nọc mắm này chậm này. Nấu tí canh đi. Nấu tí canh này. Nấu canh này này, rau này này. Có cá đâu nấu dưa ấy. Hả? Dưa nấu canh không ăn ngon, có cá cơ. Hay nào nấu rau này về, tối tí nó xin mà. Thì nắm thôi, thì mỡ to quá. Đẹp đấy. Thì ok đấy. Đây, những cây hạt giống này các bạn này. Đây mọi người là tự gieo được tự trồng này. Hạt giống này. Hôm sau là nó chín hết đây, nó gọi nó già đây, mọi người lấy về gieo. Phơi ra gieo hạt này. Hạt nó ok này. Đấy, hạt rất to này, hạt cải này. Không bị nếp đâu. Đây cái quan đồ kia. Tập luôn rồi. Đây,
anh ấy trồng cây gieo. Mission. Mua từ bốn đi từ. Cái vườn nhà anh Marciano này vẫn là vườn đẹp nhất các bạn. Gọi là không phải là đẹp nhất mà là người trong gia đình này đông nhất, là chia người đã làm được nhiều, người đi làm nướng, làm ruộng, người đi cuộc ngô, người làm vườn. Nên là được nhanh hơn. Còn bên kia thì đang vì ít người đấy. Thế nói chung là thắm đây này cho cả mọi người biết là những chuyên gia nông nghiệp đầu đời là cũng làm rất là tốt các bạn, cũng như là bên chăn nuôi đấy, chăm sóc là nói chung là rất tốt, lợn mới đẻ đó mà là nhánh lợn thịt hợp ấy chăm sóc đấy bố cô nói chung thế này cũng là thành công các bạn. Thì bây giờ cũng tối rồi, anh em mình cũng xin phép được về. Thì video hôm nay thì anh mình cũng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video hôm nay hay và có ý nghĩa thì nhớ cho anh em mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi để anh em chúng tôi có động lực giúp đỡ người dân nghèo và cũng như các em nhỏ mồ côi các bạn nhá. Chào các bạn. Alleluia. Olupandu. Ojo ji ojo. Bravo. Da bonito. Đẹp hơn. Ok, nhìn vườn rộng xuống ấy. Vườn này như vườn mình ở quê này. Đúng không? Mình ở quê cũng vườn trồng cái này.